Quý vị vừa xem xong chương trình Văn Sơn Live Show in Little Saigon, đã được thu hình trực tiếp tại La Mirada. How do you feel about that? That's a good show? Yeah. Bây giờ là cái phần documentary về người Việt Nam ở tại Little Saigon. Vì nơi đâu có Văn Sơn Live Show là nơi đó có tài liệu về người Việt Nam. Little Saigon ngày xưa không giống như ngày hôm nay. Hồi xưa có thể nói từ năm 1975, cái đợt người tị nạn đầu tiên là khoảng 130.000 người, phần lớn tập trung tại Camp Pendleton, là một cái trại tị nạn ở thành phố El Toro về hướng nam của Little Saigon, đi khoảng 1 tiếng đồng hồ lái xe. Sau khi ra khỏi trại thì người Việt Nam đi đâu? Phần lớn tập trung tại ba thành phố đó là Santa Ana, Westminster và Garden Grove. Tại sao người Việt Nam tập trung ở đây? Là tại vì ở những thành phố này, phần lớn các cơ xưởng với những công việc làm không cần kỹ năng cao, cho nên người Việt Nam rất dễ tìm việc, dễ mướn nhà và tạm thời chờ để lãnh trợ cấp xã hội. Đồng thời nắng cũng ấm, thời tiết ấm áp và chỉ cần đi về hướng Bắc khoảng 30 phút đồng hồ lái xe là đến được Chinatown ở Los Angeles. Có thể ăn được mì, có thể ăn được vịt quay, có thể ăn được những thức ăn và mua được những thực phẩm Á Đông quen thuộc với người Việt. Người Việt Nam đã sống quây quần tại nơi đây để tạo thành một cái community, một cái cộng đồng người Việt Nam. Và cái tiếng đồn vang ra xa, thậm chí những người già như người lớn tuổi không thích nhưng mình miền băng giá ở nơi khác đã tìm cách trở về để quây quần với những người Việt tại đây, vì họ cho rằng ở nơi đó quá lạnh, không ấm như ở đây, không có thực phẩm Á Đông và không nói được tiếng Việt Nam của mình. Dần dần cộng đồng Việt Nam lớn mạnh và mãi đến tháng 2 năm 1988, Hội đồng thị xã Westminster đã công nhận chính thức Little Saigon và công nhận Little Saigon như là một trung tâm văn hóa của người Việt Nam tị nạn và chỉ định Little Saigon như là một nơi được dùng cho du lịch. Chỉ cần một tháng sau, tất cả các freeway 405 và 22, tức là những freeway bao bọc chung quanh Little Saigon, đều được dựng lên những cái bảng Welcome to Little Saigon và những bảng hướng dẫn để du khách biết nơi nào đang có thể vào được khu Little Saigon. Từ sau khi được công nhận là Little Saigon, lúc đó cộng đồng người Việt Nam lớn mạnh, dân số phát triển và hiện nay đã có trên hơn 300.000 người, hơn 10.000 cơ sở thương mại. Có thể nói không thể nào cái documentary về người Việt thực hiện trong vòng một tiếng đồng hồ được. Ngày hôm nay chỉ có thể làm được một điều, đó là gì? Là những du khách đến từ nơi xa cho đến Little Saigon trong 3 ngày cuối tuần, thứ 6, thứ 7, chủ nhật, làm gì? Đi đâu? Ăn ở chỗ nào? Giải trí nơi nào? Mời quý vị theo Việt Thảo. Let's go! Buổi sáng ở Little Saigon chúng ta có thể uống cà phê ở rất nhiều tiệm. Nhưng mà riêng có 3 tiệm tập trung rất đông giới văn nghệ sĩ và truyền thông báo chí ở tại Little Saigon này. Đó là Le Croissant Doré, Lily Bakery và Coffee Factory. Ở đây chúng ta có thể ăn được đủ món hết. Từ mì, hủ tiếu, bánh mì ốp la, bánh mì gà, bánh mì bò kho. Mà ngay cả bún riêu ốc cũng có và thậm chí cà ri dê cũng có vô thường. Khi du khách đến với Little Saigon ít có ai chịu ở nhà buổi sáng, là tại vì thức ăn sáng được mời mọc khắp nơi. Mì, hủ tiếu, phở, bánh canh, bún, cái gì cũng có hết. Và một trong những thức ăn sáng mà quen thuộc của chúng ta từ nhỏ tới lớn, từ tỉnh thành đến thôn quê, đó là ăn cơm tấm vào buổi sáng. Có rất nhiều tiệm cơm tấm ở Little Saigon. Và theo Việt Thảo biết có 3 tiệm chuyên về cơm tấm. Đó là cơm tấm Thuận Kiều, cơm tấm Trần Quý Cáp và Thành Đệ Nhất Cơm Tấm. Thành Đệ Nhất Cơm Tấm là tiệm cơm tấm có lâu đời nhất ở tại Little Saigon, 15 năm chuyên về cơm tấm. Và bây giờ có món chánh đến, đó là cơm tấm bì chả. Đây là món ăn căn bản gồm có cơm tấm, bì và chả. Tuy nhiên nếu muốn ăn thêm những món option cũng có, như là trứng, thịt nướng, tàu hủ kia. Và đặc biệt món mới đó là dồi. Dồi đó không phải là dồi để ăn cháo mà dồi đây là thịt bằm với xả, rất ngon. Sau khi ăn sáng xong chúng ta làm gì và đi đâu? Có thể nói Little Saigon là nơi rất tiện nghi cho khách du lịch. Từ Little Saigon đi về hướng Bắc khoảng 5 cho đến 10 phút, chúng ta có thể ghé qua Knott's Berry Farm, Disneyland, hay là xa hơn nữa có Universal Studio, Magic Mountain.
Về hướng biển có thành phố Long Beach có Queen Mary, có Aquarium là nơi chúng ta có thể xem được những sinh vật sống dưới biển. Về hướng nam có thành phố San Diego khoảng 1 tiếng rưỡi đồng hồ từ Little Sài Gòn. Chúng ta có Wild Animal Park, có San Diego Zoo và có SeaWorld. Nhưng mà đừng đi quá xa hơn nữa, khoảng 2 tiếng thì coi chừng chúng ta tới Tijuana và tới Bình Lễ luôn. Đó là đi chơi, tốn cả ngày trời. Nếu như các bạn không thích đi chơi mà muốn shopping thì có Westminster Mall, có Main Place, có South Coast Plaza, có Fashion Island. Và nếu các bạn không muốn đi shopping, muốn sắm vàng, có Phước Lộc Thọ. Mà bây giờ nếu các ông không muốn theo các bạn đi Phước Lộc Thọ thì các ông làm gì? Đi theo Việt Thảo, ok? Go! Đây là cà phê dễ thương, mà dễ thương thiệt. Quý vị có thể thư giãn ở trong hương vị cà phê cũng như trong tiếng nhạc của hơn 50 tiệm cà phê trong khu Little Sài Gòn. Về người Việt Nam ở tại San Jose của cuốn video Nắng Lạ thì chúng tôi có nói về một trong những quán của nghệ sĩ ở tại miền Bắc California, đó là Thành Được Restaurant. Thì ở miền Nam California, ngay tại Little Sài Gòn, cạnh bên cạnh Phước Lộc Thọ cũng có một cái quán của nghệ sĩ Việt Nam, đó là quán của nữ ca sĩ Thanh Mai. Ở quán Thanh Mai có rất nhiều món ăn, mà riêng hai món nổi bật nhất vẫn là cà ri dê công nị và món bún nước lèo Bạc Liêu. Bây giờ ăn nhiều quá, biết ăn món nào? Ăn cà ri dê, ăn cua, ăn bún nước lèo đi. Đây chính là nơi thích hợp cho các bà. Các bà có thể làm đẹp từ móng chân cho tới cọng tóc. Các bà có thể mua sắm từ trong ra tới ngoài. Các bà có thể mua được những món đồ chơi cho trẻ em trị giá mấy mươi sen, cho đến những món đồ chơi của các bà trị giá mấy chục ngàn. Các bà có thể tìm lại cái lứa tuổi học trò, ăn được những món chua như me nè, cóc nè, ổi nè, xoài. Hôm nay không có mấy ông ở đây, còn chờ gì mà không đi. Let's go. Yeah, đây là khu Phước Lộc Thọ. Come in, come in, go, go. Có thể ghé vào đây để mua quần áo, giày dép, tất cả những đồ trang sức của phụ nữ đều có đầy đủ hết. Uống một ly nước mía là có thể đi shopping nguyên ngày không biết mệt. Mua cái này mua đâu vàng? Về chú chi? Cho cái này. Nóng quá. Dạ. Nóng.
Kim Đàn Chin, một trong những tiền vàng lớn của khu phước Lộc Thọ, khu Nguyễn Nam tại Little Sài Gòn. Quý vị cần món nào, thích món nào cứ ghé vào Chin, take care over. Alright. Quý vị đang đến thăm viếng Ngọc Quang Jewelry. Đây là một trong những tiệm của hệ thống Kim Hoàng Ngọc Quang nằm ở trong khu Little Sài Gòn và đặc biệt tại khu phước Lộc Thọ. Trong khu phước Lộc Thọ hay là bất cứ nơi đâu thường thường có một tiệm vàng, nhưng mà đặc biệt nơi đây tới 5 tiệm vàng của Ngọc Quang nằm chung một chỗ tạo thành một hệ thống. Có lẽ tại vì anh em đông cho nên mở 5 tiệm gần nhau có thể giúp đỡ nhau được. Cho nên khi du khách từ phương xa đến với Little Sài Gòn, đặc biệt ghé thăm khu phước Lộc Thọ, nhớ ghé thăm Ngọc Quang Jewelry, tức là hệ thống Kim Hoàng Ngọc Quang. Đây là một trong những cơ sở về vàng, về diamond lớn của Little Sài Gòn. Phước Lộc Thọ có 2 tầng lầu ở bên dưới chúng ta đã vào rồi. Và đây là trên tầng lầu trên, được coi như là Jewelry Center. Là khi du khách đến Phước Lộc Thọ không thể nào bỏ qua tất cả những nơi bán hộp xoàn vàng lá. Có thể đây là tập trung lớn nhất của người Việt Nam về Jewelry. Đây là hộp xoàn của du khách đến mà cảm thấy dơ, nước cà phê nắp đưa ngay vào. Đây là bà xã của bác Việt Hùng. Bác Việt Hùng đã quá cố rồi à, nhưng mà cái hình bóng của người xưa vẫn còn ở đây. Đặc biệt, cái chuyện này chuyện lạ nha. Tức là Rolex thiệt, nhưng mà bán đây là second hand, tức là đã dùng rồi mà bây giờ mình bán lại hoặc bán giá rẻ hơn. Ví dụ $7,000 còn $3,300, phân nửa giá Rolex xứ thiệt. Okay, welcome to Little Sài Gòn. Hôm nay là ngày đầu tiên tại Little Sài Gòn. Sau khi shopping xong, Việt Thảo muốn mời quý vị đi ăn trưa. Ăn một trong những món khoái khẩu của người miền Nam, đó là bánh xèo. Khi nói đến bánh xèo thì một trong những nhà hàng chuyên trị về bánh xèo ở trong khu Little Sài Gòn, đó là nhà hàng Vân, nằm ngay trên đường Brookhurst ở trong khu thương mại Mái Ngói Sạch. Đừng nói chi là bánh xèo hay là bánh khọt, ngay cả canh chua, cá kho tộ, tôm càng kho tàu và thậm chí mắm và rau cũng có nữa. Ngoài mắm và rau ra còn có mắm tôm chua nè. Mắm Thái nè. Ăn với bún với rau là hết sảy. Việt Nam rất là đa dạng và phong phú. Quý vị có thể tìm thấy khắp nơi ở trong khu Little Sài Gòn này. Một trong những món ăn đặc sắc của miền Nam mà hầu như du khách ở các tiểu bang khác đến đều tìm ăn cho bằng được, là tại vì ở các tiểu bang của mình không có, đó là bò bảy món. Hiện Việt Thảo biết là ở Little Sài Gòn có ít nhất là 4 tiệm chuyên trị về bò bảy món, đó là Pagolac, Ánh Hồng, Hồng Ân và Thiên Ân. Không phải riêng người Việt Nam mình đâu, ngay cả người ngoại quốc cũng yêu chuộng cái món ăn này. Ok, đây là bò bảy món.
Không thể 8 hay 9, 10 món được, mặc dù chúng ta có thể làm nhiều món hơn. Nhưng mà tại theo truyền thống nên giữ đúng 7 món. Món đầu tiên là ăn khai vị trước, đó là gỏi tôm thịt. Và sau đó là bò nướng vỉ, bò nướng giấm, bò nướng lá lốt, bò nướng mỡ chai, chả đùm và cháo bò. Đó là tổng cộng 7 món. Những cái dịp đi show ở xa gặp những người Việt Nam ở trên thế giới thì hầu như ai cũng hỏi Việt Thảo một câu giống nhau, đầu tiên là Việt Thảo ở đâu. Thì Việt Thảo trả lời rằng tôi ở Little Sài Gòn. Thì người ta lại hỏi tiếp rằng ủa, ở Little Sài Gòn có phải ở Bonsa không? Tôi nói sao kỳ vậy? Bonsa chỉ là một con đường chánh của Little Sài Gòn, mà hầu như mọi người đều quen thuộc với cái chữ Bonsa hơn cả chữ Little Sài Gòn. Mặc dầu cái chữ Bonsa không phải là tiếng Việt, không phải là tiếng Mỹ, mà nó là tiếng Tây Ban Nha. Đó là vào thế kỷ thứ 18, khi những người Tây Ban Nha chiếm cứ ở khu vực này, tức là khu vực Orange County ngày hôm nay. Họ nhìn thấy một cái khu vực, một cái khu đất trù phú được bao bọc bởi dòng sông Santa Ana. Thì lúc đó từ xa nhìn giống như cái cù lao, giống như cái cồn cát, cho nên người Tây Ban Nha đã đặt cái khu vực này có cái tên là Bonsa, tức là có ý nghĩa như là cái cù lao hay là cái cồn cát. Thì Bonsa cho tới năm 1871, 72, 73, có thể nói là những năm đầu tiên của thập niên 1870, con đường Bonsa được thành lập và cái tên Bonsa đã được công nhận ngay từ lúc bấy giờ. Bonsa đã được nổi tiếng trên khắp thế giới là vào năm 1927, khi khu Bonsa đã sáng chế ra chiếc máy bay Albatross, là chiếc máy bay lớn nhất thế giới tại bấy giờ. Và chỉ trong vòng 10 năm sau, một lần nữa Bonsa đã được cả thế giới biết đến khi đã sáng chế ra chiếc máy cày lớn nhất thế giới. Và cho đến năm 1955, lại một lần nữa cả thế giới khâm phục khu Bonsa vì đã sáng chế ra những chiếc xe đua có tốc độ nhanh nhất nước Mỹ. Và từ năm 1955 cho đến ngày hôm nay 2004, Bonsa vẫn được cả thế giới biết đến vì Bonsa là con đường huyết mạch chính của một thành phố có tên là Little Sài Gòn. Và đó chính là thủ đô tinh thần của người Việt Nam tị nạn tại hải ngoại. Ở Little Sài Gòn, ngoài những thức ăn sáng của người Việt Nam ra, còn có thức ăn sáng của người Hoa, mà người Hoa thường hay gọi là đi dẫm trà. Đi dẫm trà thực ra không phải là đi uống trà, mà đi ra tiệm sắm. Tiệm sắm rất tiện nghi và rất tiện lợi cho chúng ta ở chỗ là mình không phải chờ đợi lâu. Mà càng đông người thì càng thú vị vì mình share được nhiều món ăn. Ở Little Sài Gòn có rất nhiều tiệm bán tiệm sắm. Và một số tiệm rất gần gũi và quen thuộc với người Việt Nam chúng ta, đó là Hồng Phúc, Long Phùng Lầu, Seafood World và Foodie Hoa.
Khi quý vị đến với Little Sài Gòn mà quý vị không thích ăn mặn mà muốn ăn chay, chúng tôi có những tiệm để bán thức ăn chay. Nhưng mà cần một cái nơi thanh tịnh để ăn chay, chúng ta có các ngôi chùa mà chúng tôi hay thường gọi là đi ăn chùa. Đi ăn chùa có nghĩa là đến chùa ăn chay, và đi ăn chùa cũng có nghĩa là đi ăn free. Nhưng khi quý vị đến chùa thì quý vị được cả hai, vừa ăn chay lại vừa ăn free. Ở đây là hậu viện của chùa Huệ Quang. Ở nơi đây những thức ăn chay đã được các sư cô cũng như những chư vị Phật tử đã đến giúp chùa Huệ Quang trong việc nấu thức ăn cho khách thập phương đến đây. Chẳng hạn như chúng ta thấy ở đây có bò bía nè, có chả giò, có gỏi tôm, rồi có cá kho tộ, rồi có cái này gọi là súp măng cua, rồi cái này là cái gì? Cái này đi. À khoan khoan, cái này là vịt Bắc Kinh ăn với bánh bao, cái này gà xào sả ớt, cái này là mắm Thái ăn với thịt thịt ba rọi. Rồi cái này là có cái này là gà rô ti. Ngay cái này là càng cua bọc tôm. Rồi đây là bánh hỏi chảo tôm. Rồi ở đây có cá chiên rất nhiều. Nói chung là rất nhiều thức ăn mà có những cái tên gọi giống như ngoài đời. Thật sự ra cái ý nghĩa là để chứng tỏ một cái sự khéo léo trong việc nấu nướng. Chẳng hạn là cá kho tộ là tại vì kho giống như cá kho ở ngoài đời, nhưng còn mang một cái ý nghĩa khác nữa là khi khách thập phương đến ăn, người ta nhìn người ta có cảm giác hình ảnh như là cá kho tộ ở trong nhà mình, nhưng khi ăn vào đó thì không phải là cá kho tộ thật sự mà là món chay mang cái hơi hám của Phật, mang cái tính thanh tịnh không sát sanh. Đó là một cách dẫn nhập để đưa người ngoài trần tục đi vào với cõi Phật. Thật sự thì trong chùa những cái thức ăn nó đều có tên của nó. Chẳng hạn cái món bò bía này được gọi là bát chánh đạo khai vị, tại vì đầu tiên khi ăn khai vị bằng món này để người ta nhớ vào 8 cái con đường chánh đạo tu Phật, tu theo Phật. Trong này gồm có 8 món, trong đó chẳng hạn có giá, có đậu, có cà rốt, có rau. Nói chung là 8 món để mà trở thành một món bát chánh đạo khai vị mà ở ngoài đời gọi là bò bía. Cái món thứ hai gọi là thập phần nhẫn nhục, trong khi ở ngoài gọi là chả giò. Nói mà chạy nước miếng. Tại sao chả giò thì gọi là thập phần nhẫn nhục? Tại sao gọi là thập phần nhẫn nhục? Thập phần, thập đây là 10. Thập phần không phải là chỉ có 10 món mà trên 10 món. Trong này có đủ tất cả các loại đậu, hay là đậu hũ, đậu nành. Nói chung là có trên 10 món để tạo thành cái cuốn chay giò này. Và tại sao gọi là thập phần nhẫn nhục? Nhẫn nhục là sự chịu đựng, sự làm việc từ khi sắc ra từng món nhỏ cho đến khi cuốn thành cuốn chay giò. Rồi đem chiên, cũng phải chiên từ từ nó mới giòn ngon, chiên lẻ cũng không được. Cho nên từ cách làm, rồi ngay cái ăn cái chay giò cũng vậy, để tập cho người Phật tử có cái tính nhẫn nhục. Cho nên gọi đây là thập phần nhẫn nhục. Rồi, đây là cái món gọi là gỏi tôm. Gỏi tôm được gọi là gỏi trí tuệ. Tại sao gỏi tôm gọi là gỏi trí tuệ? Tại vì con tôm lúc nào con mắt nó cũng mở giống như con cá vậy. Con mắt mở thao láo dù rằng ngủ hay là thức. Thì khi con mắt mở để chi con người ta thức tỉnh. Cho nên khi ăn gỏi tôm này để nhắc nhở Phật tử lúc nào tâm cũng phải sáng suốt như là cặp mắt luôn luôn mở của con tôm hay của con cá. Tức là người Phật tử lúc nào phải để ý tới cái phần trí tuệ của mình. Ăn gỏi tôm này để lúc nào cũng nhắc nhở đây là gỏi trí tuệ, là con người ta lúc nào cũng đặt cái trí tuệ lên hàng đầu nữa. Rồi, chẳng hạn như đây là món niềm vui hỷ xả. Tại sao gọi là niềm vui hỷ xả trong khi cái món này là món gà xào sả ớt? Xả lấy từ chữ xả của gà xào sả ớt để nói cái hỷ xả là cái tha thứ, cái bỏ qua hết của một người Phật tử. Ăn món này vào để lúc nào cũng vậy, chúng ta phải hỷ xả là không có buồn. Cho nên đặt cái tên là niềm vui hỷ xả, tức là món gà xào sả ớt. Đâu quý vị thấy, chẳng hạn đây là canh thanh tịnh. Tại sao gọi là canh thanh tịnh? Tại vì trong món canh này có rất nhiều món để tạo thành một món canh, nhưng mà hoàn toàn không có hành, không có ngò, không có tiêu, không có những cái gì hết, đồ gia vị hết. Cho nên ăn vào rất là fresh, đó gọi là canh thanh tịnh, để giữ chay giới, giữ tất cả những gì trong sạch cho người Phật tử. Còn đây là món mà chúng ta gọi là món xà lách. Xà lách tức là rau không, không có gì hết. Này là thiếu cái dressing thôi. Muốn dressing dễ lắm, lấy miếng chanh nặng vô đây là dressing. Ok, dressing đó. Tại sao gọi là rau từ bi? Rau từ bi là gì? Theo Phật giáo đó là người Phật tử không được sát sinh. Tức là cái món ăn chánh là gì? Là rau.
chỉ có vậy thôi. Cho nên ăn món rau để nhớ rằng mình không sát sinh, tức là gọi là rau tự bi. Nói chung thì mỗi một cái tên gọi của mỗi món thức ăn tùy theo cá nhân, tùy theo mỗi Phật tử hay là tùy theo chùa đặt ra. Không có món ăn nào giống chùa nào cả. Nhưng mà ít hay nhiều cái mục đích của nó là gì? Là dành cho người Phật tử khi ăn món ăn đó nhớ về những cái gì mình học được trong con đường tu tập theo Phật. Riêng Việt Thảo thì thức ăn nào cũng ngon cả. Nhưng mà một trong những món ăn căn bản đầu tiên của người Phật tử khi vào chùa, khi nói đến chùa, đó là món ăn chay. Mà món ăn chay là gì? Là ăn chao. Một trong những món mà bắt cơm nhất đó là chao. Chao thì rất đơn giản thôi, hũ chao chỉ bỏ chao vô, xong rồi để đường vô cho nó dịu bớt, rồi nặng canh vô cho nó chua, để chi cho nó dịu lại, nó không bị quá ngọt và không bị quá mặn. Và một món nữa là phải để vô cho nó cay. Rồi đừng có bao giờ mà trộn đều lên hết, bởi vì cái đường lục cục ăn vẫn ngon hơn. Cái này mà ăn với cơm thì nó quá ngon luôn nè. Ăn này bắt cơm dễ sợ lắm. Ăn cái này đó mà có rau, có cái đọt rau lang hay là rau muống luộc chấm vô ăn cũng ngon, hoặc là dưa leo cũng ngon nữa. Đây có dưa leo không? Dạ đây là dưa leo nè. Đây nè. Còn gì sướng cho bạn trai quý vị. Những thức ăn rất ngon có được ngày hôm nay không phải có sẵn ở trong menu của chùa, mà là do sự đóng góp ý kiến của từng cá nhân một, của các chi vị Phật tử, của khách thập phương khắp nơi, mỗi người một ý, mỗi người một món mới có được những thức ăn ngon ngày hôm nay. Và những thức ăn ngon này có được là do các sư cô, sư bà, các chi vị Phật tử đã đến chùa để làm công quả và nấu cho khách thập phương ăn. Đối với khách thập phương lỡ bước, chùa có thể sẵn sàng chiêu đãi quý vị. Tuy nhiên nếu chúng ta thích ăn chay đến chùa hoặc là đem tu vô về nhà thì chúng ta cũng có thể một phần nào cúng dường cho chùa như là góp phần xây dựng công đức của mình. Dạ. Hôm qua Việt Thảo đã đưa quý vị đến ăn một phần nào những thức ăn về miền Tây. Ngày hôm nay Việt Thảo muốn mời quý vị ăn những món ăn về miền Trung. Ở Little Sài Gòn có rất nhiều quán bán về thức ăn miền Trung, và một trong những quán nằm trên đường Bonsa ở trong khu Little Sài Gòn đó là quán Hỷ. Cũng giống như bao nhiêu quán khác bán về thức ăn miền Trung, ở nơi đây cũng có bánh bèo, có bánh ít ram, có bún bò Huế, có mì Quảng, có cơm hến. Nhưng mà đặc biệt ở quán Hỷ còn có một món mà ít ai trong chúng ta biết đến, đó là bún giấm nước. Nước tức là con jellyfish, tức là con sứa. Bún giấm nước ngon như thế nào, lạ như thế nào, chắc là để quý vị đến với quán Hỷ. Đó là sự khám phá của quý vị. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Ok. Em nướng một trong những là thức ăn ở Little Sài Gòn mà ở các tiểu bang khác khó tìm được, chỉ có thể có được khi đến Little Sài Gòn mà thôi, và đặc biệt là tại Broda. Ở trong này gồm có rau và đặc biệt là có đây là nem nướng. Đây là phần nem nướng làm bằng thịt heo, và đặc biệt đây là cái cuốn gọi là chả ram. Chả ram làm bằng cái gì, cái này là bí quyết không nói được, nhưng mà đây là cái món mà khi mà chúng ta cắn cái cuốn nem á, nó sẽ giòn tan. Còn đây là nước chấm. Nước chấm được pha chế đặc biệt, không thể nói làm bằng cái gì luôn. Đây là cái bí quyết. Ồ, đặc biệt ăn nem nướng này là phải ăn với tỏi hoặc là ớt, tùy theo sở thích của mình, nhưng mà nên ăn với tỏi và ớt. Cắn cái miếng tỏi. Cái này miếng ớt. Riêng tại Proda thì ngay cái món nem nướng, chẳng những đến đây ăn mà khi mang về đó, mua to go, mua nguyên cả khay như thế này. Đây là một trong những món đặc biệt mà các tiểu bang khác không có.
Đây không phải là kẹo hồ lô đường phèn ở trong phim bộ nha. Đây là chùm ruột và nước mía. Hai cái món mà các bà, các cô rất yêu thích sau khi ăn buổi trưa xong, muốn tìm một cái vị ngọt mà nhớ về quê hương để giải khát, chỉ có ly nước mía. Không phải là người Việt Nam nào ở Little Sài Gòn cũng được uống nước mía như ngày hôm nay, nhất là trước năm 1990. Lúc đó người Việt Nam Little Sài Gòn chỉ có cơ hội uống nước mía mỗi năm chỉ có một lần vào dịp Tết khi có tổ chức hội chợ Tết. Cho đến năm 1990 thì cơ sở nước mía Diễn Tây ra đời. Và lúc đó người Việt Nam mới có cơ hội uống nước mía mỗi tuần đôi ba ngày cuối tuần mà thôi ở các khu chợ. Và cho đến năm 1990 thì lúc đó chúng ta mới uống nước mía thoải mái khắp nơi, uống mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi buổi luôn. Là tại vì chủ nhân của cơ sở nước mía Diễn Tây đã trồng mía trên một khu đất rộng hơn 150 mẫu, chứ không cần phải nhập cảng mía từ nơi khác đến. Có thể nói cơ sở nước mía Diễn Tây đã giúp cho sự phát triển nước mía rộng khắp lưu đô Sài Gòn kể từ năm 1990 cho đến ngày hôm nay. Cộng đồng người Việt Nam đã phát triển rất mạnh, cho nên cơ sở thương mại cũng phát triển theo. Bây giờ không phải chỉ tập trung tại khu Phước Lộc Thọ hay là ngay trên đường Bonsa hay trong khu chợ 99, mà trải rộng khắp nơi. Từ Đông sang Tây, từ Bắc xuống Nam, có Magnolia, Brookers, Euclid, rồi Garden Road, Westminster, Bonsa, McFadden. Hơn 10.000 cơ sở thương mại của người Việt Nam đã tập trung trên những con đường phố này của khu Little Sài Gòn. Cuối tuần chúng ta đưa bạn bè và gia đình đi đâu ăn. Có rất nhiều nhà hàng ở Lido Sài Gòn. Nhưng mà một trong những nhà hàng có tính cách lịch sự của Tây Phương, ấm cúng và thân mật gần gũi của Việt Nam, đó là nhà hàng Favory nằm trên đường First của Lido Sài Gòn. Đây là món Fairy Steak tiêu đen, tức là món ăn Tây của nhà hàng Fairy. Đây là món cua lột chiên bơ, cũng là một món ăn chơi đặc biệt của Fairy Restaurant. Đặc biệt là nhà hàng Fairy có cua lột 4 mùa, xuân hạ thu đông đều có cả. Và một món đặc sắc nữa đó là cua rang me. Cua lột chiên bơ ăn được chấm với muối tiêu, chanh hay là ăn không cũng được, hương vị rất là ngon. Và bây giờ trở về cái món ta, món ăn thuần túy của nhà hàng Fairy đặc sắc. Mà khi nói đến món ăn này là ai cũng đều biết đó là của Fairy. Vì Fairy có món ăn này đầu tiên ở tại Little Sài Gòn, đó là món cá nướng mỡ hành da giòn. Cá nướng mỡ hành da giòn được ăn cuốn với bánh tráng, rau sống, cải, cộng thêm một miếng chua chát, dưa leo và nếu được nước chua nữa. Chấm vào mắm nêm sẽ làm tăng phần khẩu vị của cái món ăn này. Fairy được kể như là một trong những nhà hàng vừa Tây vừa ta, rất là romantic, đặc biệt dành cho những cặp tình nhân cũng như những gia đình hạnh phúc vui vẻ đến ăn vào những dịp cuối tuần. Còn nếu những cặp tình nhân mà không có vui vẻ thì không thích đón được cái nhà hàng Fairy.
Come on. Hôm nay là sáng Chủ nhật, một buổi sáng sau cùng ở tại Lido Sài Gòn. Không thể nào trong vòng 3 ngày mà chúng ta có thể ăn hết được tất cả những thức ăn buổi sáng ở tại Lido Sài Gòn. Hôm nay mình chọn thức ăn Bắc đi. Tiêu biểu cho món của miền Bắc đó là bánh cuốn và phở. Bánh cuốn thì ở tiệm Hồng Mai và hệ thống bánh cuốn Tây Hồ. Ở nơi đó chúng ta có thể ăn bánh cuốn, nè, bánh ướt, nè, bánh tôm chiên hay là bánh cống, ngay cả bánh tằm bì cũng có. Còn nếu mà chúng ta không muốn ăn bánh cuốn thì có thể ăn phở. Từ phở gà nước của Nguyễn Huệ cho đến phở gà khô của Đa Cao. Rồi áp chảo phở nước bò của hệ thống phở 79 cho đến phở 54 danh bất hư truyền. Rồi 86 phở 2000, ngay cả phở Hòa, hệ thống phở Hòa mở 24/24. Có thể nói con đường nào cũng có, đứng chỗ nào cũng thấy, góc cạnh nào cũng có phở. Hơn 25 tiệm phở ở tại Lido Sài Gòn này. Một trong những kiểu cách ăn khá đặc biệt mà chỉ có California có, mà những tiểu bang khác không có. Đó là food to go, mà người ta thường hay gọi nó là cơm chỉ. Tại sao gọi là cơm chỉ? Chỉ món nào, lấy món đó. Có hàng trăm món được thay đổi hàng ngày, rất bình dân và khá quen thuộc trong những bữa ăn hàng ngày của gia đình chúng ta. Từ thịt kho, dưa giá, canh hú qua dồn thịt, rồi ngay cả canh khoai mỡ, tép rang, rồi mắm chưng, ăn dưa leo, tất cả đều có. Rất rẻ. Một phần ăn 3,50 đồng cơm và có 3 món phỉ chọn lựa, canh, xào và mặn. Thức ăn mặn có, ăn chay có. Rất tiện lợi, ăn tại chỗ cũng được. Mang đi đến sở làm hay mang về nhà đều được cả. Nếu mà chúng ta không thích ăn cơm chỉ thì ngay những chỗ bán food to go cũng có một món cơm khác mà chúng ta ăn cũng rất tiện lợi, đó là cơm tay cầm. Tại sao gọi là cơm tay cầm? Tại vì vừa cầm vừa ăn. Ý muốn nói là những ổ bánh mì. Có đủ loại bánh mì, từ bánh mì thịt, bánh mì chả, bánh mì bì hay là bánh mì xứ mại. Nhưng mà một trong những nơi gợi lại hình ảnh của chiếc bánh mì trước năm 1975 của Sài Gòn năm xưa, đó là lò bánh mì Chợ Cũ, nằm ngay góc đường Magnolia và Haza ở trong khu Nha Trang Center. Đây là bánh mì nóng hổi mới ra lò của lò bánh mì Chợ Cũ. Thường thường người ta sợ ăn bánh mì bị mập hay là bị tiểu đường nhiều vì tại vì có rất nhiều bột. Nhưng đặc biệt ở bánh mì Chợ Cũ chúng ta không có ngại lắm vì nó được làm ít bột hơn là bánh mì làm bằng máy.
vì tất cả bánh mì chợ cũ đều làm bằng tay, cho nên nó rất xốp, rất giòn, không giống như bánh mì baguette của Tây, nó vừa dai vừa cứng vì quá nhiều bột. Thấy không? Ăn rất giòn. Đặc biệt khi du khách đến với lò bánh mì chợ cũ, ngoài việc mua bánh mì, còn có mua thêm cà ri gà ở đây rất là ngon và rất là đặc sắc. Được. Cảm ơn cà ri gà. Khi du khách từ phương xa đến với Little Sài Gòn, muốn tham dự một buổi sinh nhật của người bạn cần mua một chiếc bánh sinh nhật đến đồng. Có rất nhiều nơi bán bánh sinh nhật, nhưng mà một trong những nơi nổi tiếng nhất hiện nay và được nhiều người biết đến nhất đó là Van Bakery. Khi bước vào trong Van Bakery rồi thì Việt Thảo thấy một điều là các bạn các cô không cần thiết phải đi đến bất cứ một nơi nào khác, vì ở nơi đây có đầy đủ tất cả những món ăn vặt mà các bạn các cô rất yêu thích. Từ me chua, xoài chua, chùm ruột chua cho đến me ngào đường, tất cả các loại khô bò cho đến khô mực, ngay cả khô cá thai cũng có. Các bạn có thể mua ăn ở đây, có thể mang về nhà hoặc là làm quà biếu cho những thân nhân của mình. Này là khô bò xả, khô mực, khô bò này thơm thơm thảo, kho bò cay, khô bò cay, khô bò tiêu, khô bò ngọt, khô bò sợi, khô bò nói chung, mực nè, có mực khô, mực cay, khô mực thường. Còn cái này là gì? Bò, ha, bò. Mé hộp. Cái này là me ngào đường. Nó ăn được. Chua. Ngọt. Cái me ngào đường nữa đó mà thêm bánh tráng vô còn ngon hơn nữa. Nhưng mà có đặc biệt là me ngào đường mới bỏ vô miệng thì nó ngọt, nhưng mà ăn càng ngày nó càng chua, nó lạ á. Ngọt không? Cắn vô xíu chua à. Ôi chua quá, càng vậy sao cái hậu nó càng chua. Trời ơi, mà sao em hết chua lại muốn ăn nữa. Ở Little Sài Gòn có rất nhiều nơi bán thức ăn miền Bắc, nhưng mà ba nơi được nhiều người biết đến nhất đó là nhà hàng Bình Minh, nhà hàng Hà Nội và nhà hàng Viễn Đông. Bây giờ mời quý vị bước vào nhà hàng Viễn Đông, nơi được mệnh danh là ăn chơi ngon hơn ăn thiệt. Khi nói đến những món ăn thuần túy miền Bắc phải kể đến bún mọc, bún ốc, bún sáo măng, bún vịt sáo măng, bún bung, bún thang. Khi khách đến với Viễn Đông thì không ai bỏ qua được những món ăn của nhà hàng này, đó là chả cá Thăng Long, bún chả Lộc Xuân, bánh tôm cổ ngư, bún ốc và ngay cả cái món ăn chơi đó là ốc hấp dần được nhiều người chúng tôi đến. Đây là ốc hấp dần này nha. Nó thơm cái miệng luôn, đúng không? Bánh tôm cổ ngư nha, ăn chấm với nước mắm mật.
này nha, để ăn nước mắm tôm này ngon. Cái này gọi là chả cá Thăng Long nha, phải chấm với mắm tôm. Bả chảy luôn. Công nhận ăn chơi mà ngon thiệt. Khi nói đến nhà hàng Viễn Đông thì người Việt Nam chúng ta ở tại Little Sài Gòn không ai không biết đến anh Tony Lâm. Vì anh là người Việt Nam đầu tiên đã đắc cử vào chức vụ nghị viên tại thành phố Westminster vào năm 1992. Sự đắc cử của anh đã thúc đẩy rất nhiều người Việt Nam khác tham gia vào những sinh hoạt chính trị tại Hoa Kỳ. Gần đây nhất có luật sư Trần Thái Văn. Anh cũng vừa đắc cử sơ bộ vào chức vụ dân biểu của đơn vị 68 tại tiểu bang California. Nếu được sự ủng hộ nhiệt tình của cộng đồng người Việt Nam chúng ta, chắc chắn rằng tháng 11 tới đây, luật sư Trần Thái Văn sẽ trở thành người Việt Nam đầu tiên đắc cử vào chức vụ dân biểu của tiểu bang California cũng như của Hoa Kỳ. Đây cũng là niềm hãnh diện mới của người Việt Nam chúng ta tại hải ngoại. Một trong những nơi có thể gợi cho chúng ta nhớ lại Sài Gòn năm xưa, lúc ở cái lứa tuổi học trò thường hay đi vào buổi trưa ở chợ Đa Cao trên đường Phan Đình Phùng, đó là thạch chè Hiển Khánh. Sau buổi ăn trưa ở Little Sài Gòn, nhất là các bạn có con thèm ngọt có thể ghé vào một nơi chuyên trị về các loại chè, có đầy đủ tất cả các loại chè, đó là thạch chè Hiển Khánh nằm trên đường Westminster. Sài Gòn đã phát triển vượt bậc. Theo đó dân số cũng gia tăng và đáp ứng lại nhu cầu tiêu thụ. Chợ đã mọc lên nhiều năm. Đã gần 20 chợ ở tại Little Sài Gòn này có tầm vóc lớn như những chợ Ralph, chợ Lucky hay là Albertsons của Mỹ. Chẳng hạn Albertsons đã trở thành chợ ABC, chợ Lucky đã trở thành VinFast và Viễn Long 3 đã take over chợ Ralph. Du khách khi đến với Little Sài Gòn, khi ra về đều không bỏ qua cơ hội để đi mua sắm những mặt hàng rau tươi hay là trái cây tươi hoặc là cá để đem về tiểu bang của mình tiêu dùng. Một trong những nơi được nhiều người để ý tới và thích nhất đó là Viễn Đông Ba, vì nó to, lớn, nhiều mặt hàng wholesale và giá cả cũng wholesale. Tôi đủ nè. Bánh canh. Bún tàu. Mứt gừng, bánh lỗ tai heo. Bánh canh. Cải ba xanh lấy 2 bánh, 3 bánh cải ba xanh. 3 bánh. Bắp. Ô, bắp chuối nè, cái này về là nấu bún nước lèo nè. Mắm cá lóc phi lê. Wow. Oh, mắm cá linh.
mắm cá lóc. Wow, mắm cá sặc. Nó sặc còn lắm á. Mắm cá tèn. Mắm tèn là nước mắm cá sấy luôn. Này mắm đốc xay. Mắm cá sặc xay. Bạc kia, bạc kia. Wow, bạc kia. Quá ngon. Oh wow. Wow. Một con gái nè. Một con gái nè. Ôi sao biết chàng gái? Hai đứa nó chàng nhau thì chàng gái à. Nó đang gần đó hả? Đây là một con trai và một con gái. Sữa Việt Nam là sữa rau tươi, rau tươi. Hôm nay đã là Chủ nhật rồi. Tối nay Việt Thảo muốn mời quý vị đi ăn ở nhà hàng Tàu. Ở Little Sài Gòn này có rất nhiều nhà hàng Tàu, như là Tân Cảng, Kim Sư, Paradise, Seafood, Furiwa. Nhà hàng Tàu nào cũng đều có thức ăn tương tự giống như nhau. Lobster, rồi cá hấp, rồi cua rang muối. Thì nhà hàng này cũng giống như vậy. Nhưng mà có một món rất đặc biệt Việt Thảo nghĩ rằng quý vị chưa có dịp ăn qua. Đó là món lobster xào mì. Rất ngon và rất đặc biệt, chỉ có tại Royal Capital Seafood Restaurant mà thôi. Số 1. Mì ở dưới là mì. Mì. Đây là con mì bình thường, không có gì, nhưng mà khi xào chung với lobster, cái sốt của lobster làm cho con mì tăng thêm cái hương vị của nó, cho nên ăn rất là ngon. Có nhiều người ăn lobster xào mì, hoặc không ăn lobster mà chỉ ăn cọng mì không mà thôi. Nè, đây là trứng tôm. Ngon, ngon. Wow. Rất tiếc là thời gian quá ngắn ngủi, chỉ có một tiếng đồng hồ, cho nên Việt Thảo không thể nào giới thiệu hết được những nét độc đáo và đặc sắc của Little Sài Gòn đến với cộng đồng người Việt Nam chúng ta trên toàn thế giới được. Việt Thảo xin chân thành cảm ơn đến các cơ sở thương mại cũng như những mạnh thường quân đã bảo trợ cho phần tài liệu này. Và nhân tiện đây cũng cho phép Việt Thảo được gửi lời cáo lỗi đến với tất cả những cơ sở thương mại mà Việt Thảo không có thời gian để giới thiệu quý vị được. Mong rằng sẽ có lần sau, khi Văn Sơn tổ chức live show tại Little Sài Gòn, Việt Thảo sẽ có cơ hội để giới thiệu những khía cạnh khác của cộng đồng Việt Nam chúng ta tại nơi này. Sau phần tài liệu ngày hôm nay, Việt Thảo muốn mời quý vị cùng tham dự với Việt Thảo trong một chuyến đi thật kỳ thú ở tại một miền xa xôi cực nam của bán cầu. Ở nơi đó cũng có cộng đồng Việt Nam đang phát triển rất mạnh, đó là Australia, tức là Úc Đại Lợi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn tái ngộ. Yếu xìu vậy mà đặt tên thọ chi không biết nữa. Dạ uống thuốc á. Thuốc gì? Dược thảo. Lúc này dưới đó, dưới nãy bán mấy cái đó nhiều lắm. Vậy là ông uống quên một thứ thuốc nữa rồi đó. Thuốc gì vậy? Thuốc lắc. Uống vô chừng 15 phút ông lắc, ông tưng cha mẹ gì nó ra luôn à.
Trời ơi.